Hi, mình xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh xem chia tay khoa học tướng số Đồng Nai Trần Quang Vlog. Trong thời sáng hôm nay ha, thì mình đã đưa đến cho mọi người cái chủ đề đó là phân tích những bàn tay mà người ta đang thực sự là người ta đang giàu có đó ha, có thể là tỷ phú khi mà người ta đã có nhà cửa, đất đai, tài sản, xe cộ, xe hơi này nọ, mọi thứ ổn định ha. Tức là tài sản người ta đã tiền tỷ lên, tức là từ tầm chục tỷ hay chục tỷ gì đó lên rồi ha. Thì sáng nay mình đã phân tích bốn bàn tay. Thì để nhanh lẹ thì hồi nãy mình đã vào cái bài đó mình tải thêm một cái tay nữa là bàn tay thứ sáu. Và ngoài ra thì mình lấy hai cái bàn tay cũ của khách mà hôm nay mình đã xem đó mọi người ha. Mọi người có còn nhớ cái bàn tay của chị phú Mỹ chủ đô ha, mình mới xem cách đây mấy ngày, thì đó là bàn tay nữ nha. Và mình sẽ lấy một cái bàn tay của một cái đại gia nữ, bàn tay nghìn tỷ ở miền Bắc. Và mọi người, cái bài này thì cũng không có xa, cách đây khoảng chừng tuần mấy hai tuần tầm trong vòng 2 tuần đó mình có làm cái video bàn tay nghìn tỷ quá giàu đó. Thì đó là những cái bàn tay mà thực sự là mình đã xem và họ đã chứng thực cái tài sản của họ đó. Thì đó là hai cái bàn tay nữ, thì mình sẽ đưa vào mình làm cái bài để mọi người thấy được những bàn tay của nam và những bàn tay của nữ, nó khi mà người ta giàu có thì nó phải có những sự thể hiện như thế nào. Hồi sáng thì bốn bàn tay mọi người ha, trong đó chỉ có một bàn tay nữ thôi ha. Bây giờ thì mình sẽ phân tích bốn bàn tay nhưng mà trong đó có hai bàn tay nữ. Rồi mình sẽ vô luôn mọi người nhé. Cho mình 10 giây mình giới thiệu lại kênh của mình đi mọi người nhé. Để nhiều khi mới có những khách mới vô người ta xem cái video đầu người ta không biết là làm cái gì ha. Thì kênh của mình là kênh hướng dẫn về phong thủy, chỉ tay, nhân tướng và tử vi. Thì cách xem của mình là khoa học, không có mê tín dị đoan trong đó. Thì nếu ai mà tìm đến mình để xem cái chi tiết cả cuộc đời ha, thì mình sẽ nói là cái quá khứ của một người đã trải qua. Ví dụ như mọi người đang ở 40 hoặc là 50 tuổi gì đó thì mình sẽ nói quá khứ mọi người từ lúc 20 tuổi ha, từng năm đã trải qua như thế nào về mọi mặt cho đến hiện tại khoảng 40 hay 50 gì đó ha. Và từ cái năm hiện tại đó đi đến hết cuối cuộc đời của mọi người ha. Đó, về tất cả các mặt là tiền tài, công danh, vận may, thành công, thất bại, vợ chồng, con cái, nhà cửa, đất đai, tài sản, đó là những việc mình xem trong suốt cả cuộc đời của mọi người như vậy mọi người nhé. Rồi mình sẽ vào cái phần tay phân tích luôn nha mọi người nha. Rồi thì đây là bên cái phần iPad của mình ha. Thì mọi người cũng thấy đây là cái phần bên Facebook nè, báo tin nhắn của Facebook mà cái hội mà xem bói chỉ tay lớn mà mình đang quản lý đó ha, khoảng 40 mấy ngàn người đó. Đó thì ở trong đây nè, cứ có thành viên nào mà đăng ký vào ha, đó như vậy nè. Đó, nếu mình cảm thấy người ta cái nick fake người ta nó mang tính là lừa đảo hay gì đó ha. Đó hoặc là gì đó, người ta vào những người thầy bà lừa đảo á, người ta có cái lịch sử fake á, cứ sử dụng mới có tạo 1-2 tháng những nick ảo á, người ta vô người ta tìm cách người ta lừa đảo là mình sẽ diệt hay không diệt người ta mọi người ha. Đó, đó, ví dụ như là cái bạn này nè, cái lịch sử fake của bạn nó có 30 mấy người bạn thôi ha, thì nó mang tính là những cái nick này nó vô trong những hội á, là nó sẽ không có mang tính đóng góp cho cộng đồng của mọi người đó. Thì những cái ví dụ như những cái nick như vậy là mình sẽ từ chối đó, mình không có duyệt người ta vào. Hoặc là ở trong hội những cái bài mà những người thầy bà mà lừa đảo á, thì ở đây là có cái mục thành viên đây, thì đây là những mục chặn nè, đây ở dưới đây là tất cả những cái nick thầy bà lừa đảo, dưới đây là mình chặn lại hết nè. Đấy đó, đó những cái nick này là những thầy bà lừa đảo trong hội không à, vô hội lừa đảo người ta. Đó, đây là những nick mình loại ra rất nhiều. Rồi thôi vô cái mục đích công việc hôm nay mọi người nhé. Rồi thì ở cái phần dưới này mọi người thấy là 8 cái hình tay mọi người ha, 1 2 3 4 5 6 7 8, và 4 cái hình tay này là 1 2 3 4, làm sáng mình đã phân tích rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ vào bốn cái bàn tay cuối cùng ha. Rồi sẽ vô bàn tay này trước. Rồi, bàn tay này mọi người thấy là chụp khá là sắc nét mọi người ha.
hình ảnh sống động. Nhìn thấy da tay rõ rệt luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng bút để mình phân tích xem cái gì lạ ở cái bàn tay này ha, mà người ta lại đang nói là người ta đang đầy đủ nhà cửa đất đai tài sản này, mọi thứ xe cộ xe hơi như vậy ha. Rồi điều đầu tiên thì mọi người vẫn thấy một cái ha, là cái ngón tay cũng khá là đầy đặn nè. Khu mình sẽ đang hát cà lương rồi. Rồi mọi người vẫn thấy cái ngón tay cũng vẫn khá là đầy đặn ha. Đó là điểm đặc biệt đầu tiên mà mình vẫn hay giải thích, vẫn hay nói với mọi người. Rồi bàn tay này có ngón cái khá là to dày nè ha, và cũng như vậy thì cũng lên tới mức 5 nha, cũng khá là tốt. Rồi cái nữa mà mọi người thấy ha, các gò khá là đầy đặn tốt nè. Nói chung là mọi người vẫn thấy một điều đặc biệt, đó là tạng tay hình chữ nhật to nha. Rồi những cái điều này thì mọi người vẫn nhớ nha. Đó rồi cái điều thứ hai đó là mọi người thấy á, là đường công việc đường tiền của bàn tay này giờ đi khá là đẹp mọi người nha. Đây đi lên thành hai đường đó, mới xuất phát từ hai nơi đó, nó vô vào cái tâm giữa luôn. Mọi người vẫn thấy một điều là những bàn tay thành công á, thì đường tiền nó vào cái tâm giữa không mọi người nhé. Đây nó vô nhiều đường luôn nè. Rồi cái đường công danh của bàn tay này nè, rồi đây khá là rõ ràng, thậm chí là công danh xuất hiện sớm luôn nè. Ô công danh đi lên nhiều đường luôn đó mọi người, chứ không phải là một cái đường hồi nãy mình thấy nè. Quá trời luôn á, bàn tay này nói chung khá tốt, hèn chi thì tài sản người ta có là cũng khá là tốt là đúng rồi mọi người nhé. Bên đây nó sẽ bị dưới cái này kéo không được nè. Đó. Ở đây thì nó có những cái đường đi lên ở bên mé cái vận may của người ta như vậy nữa đó mọi người. Đó như vậy nè, đó như vậy mới vẽ được chứ. Đó rồi ở đây mọi người thấy còn có u vuông đóng đây nè. Những cái dấu hiệu về tài sản của người ta nó ở đây nè. Đó ui bàn tay này tài sản quá trời ha. Rồi cái nữa thì mọi người vẫn thấy một điều, đó là cái đường tình cảm ha. Đây và đường chỉ đạo khoảng cách là khoảng cách ở cái khu này mọi người nhé, vẫn cái khoảng trống này nè vẫn khá là tốt. Mình lấy màu khác nha, đây khoảng trống chỗ này nè, đó vẫn là khoảng trống khá là tốt ha. Đó là một cái điều vẫn thường thấy của những bàn tay tài sản lớn ha. Rồi cái nữa mọi người vẫn thấy một điều đây nè, có những đường quý nhân giúp đỡ lộc thiên tạo nó xuống nè ha. Đó quá trời vậy nè. Đó thì nó tạo ra cái u vuông chữ điền ở đây nè mọi người ha. Đó tay là bàn tay này mọi người vẫn thấy nè, vẫn tạo ra u vuông chữ điền ở giữa nè, nè bên nè. Đó thấy không mọi người, vẫn thấy đó là những cái điều mà mình đã thường hướng dẫn cho mọi người nhé. Rồi cái đường kiếm tiền của bàn tay này đó, đó là những điều mà mình thấy khá là đặc biệt ở bàn tay này ha. Đường vận may của họ đây. Lên khá là tốt đó ha. Có đường màu đen hồi nãy trên đây nữa nè. Đó. Rồi thì gộp chung về bàn tay này, mọi người vẫn thấy một điều, đó là cái ngón tay khá là đầy đặn ha. Từ đốt 2 đốt 3 xuống, đốt 2 thì không thấy nhưng mà thấy cái đốt 3 là vẫn thấy là đầy đặn nè ha. Và đây cũng thấy được cái đốt 2 của ngón này nè. Đó. Có đầy đặn mập nè ha. Rồi cái quan trọng là các gò vẫn mập mạp ha. Đó là vẫn là một cái điều nó gộp chung của những bàn tạng tay sáng giờ mình thấy ha. Rồi cái thứ tư nữa là tạng tay cái hình chữ nhật to. Đó mọi người thấy ha. Rồi tiếp tục là ở bàn tay này á, là có đường công việc ha. Đường định mệnh, đường công việc ở cái gò ngón giữa này nè mọi người, cái chỗ mình khoanh này nè. Khoanh ở đây nha.
Đó thì mọi người thấy các đường công việc nó đi vào tâm giữa không, thấy không? Hai ba đường luôn nè, bốn đường luôn ha. Rồi ở đây là cái bên cái công danh thì mọi người thấy nó cũng bốn năm đường đi vào cái tâm giữa ha. Hèn chi người ta không thành công cũng phải ha. Rồi cái nữa là ở bên cái vận may thì mọi người cũng thấy nó cũng đi vào nhiều đường. Bàn tay này thì bàn tay là cũng giống cái bàn tay nào mình mới phân tích gần đây mấy ngày qua mọi người. Bàn tay của cái anh ở Mỹ 52 tuổi ha. Bàn tay này khá giống bàn tay đó, là các đường tiền thác độ nó vô các đường chính không nè, mà ở cả vận may công danh và cái đường định mệnh công việc ha. Rồi cái tài lộc thiên tạo đó, thì đây là những điểm khá là giống cái bàn tay của cái anh ở sống ở Mỹ 52 tuổi mình mới phân tích mấy ngày trước ha. Rồi điều đặc biệt nữa đó là ở giữa lòng bàn tay có đi ô vuông chữ thổ chữ điền mọi người nha. Rồi những cái đường mà nói về bàn tay kiếm tiền giỏi ha, đó là những điều mà mình thấy là nên chốt ở bàn tay này như là như vậy ha. Rồi thì hôm nay chúng ta chỉ nói về cái thì sao hiện tại người ta thành công thôi nhé. Rồi lưu cái bàn tay này lại, rồi sẽ qua bàn tay khác ha. Rồi đến bàn tay này thì bàn tay này là bàn tay của người nam mọi người nhé. Mình phân tích cái bàn tay nữ đi ha mọi người. Rồi mọi người nhìn vào đây mọi người có thấy có nhớ bàn tay này không ha? Thì bàn tay này chính là bàn tay của triệu phú nữ triệu đô ở Mỹ mình 43 tuổi mình mới phân tích khoảng chừng 4-5 ngày trước á ha. Thì tại vì mình lấy bàn tay nữ để xen kẽ vào để mọi người cả nam và nữ đều nhìn vào và biết được nam sao nữ sao mọi người ha. Rồi để mình lấy cái bút mình sẽ vẽ lại những cái đặc biệt, tại hồi nãy mình không có chọn cái hình đã vẽ rồi ha. Rồi bây giờ mọi người thấy ở cái bàn tay này ha, đó là các ngón tay nó vẫn đầy đặn mọi người nhé. Ngón tay vẫn một cái điều quan trọng đó là các ngón tay vẫn là đầy đặn ha. Đó cái ngón cái lên khá cao ha. Rồi cái thứ hai là mọi người vẫn thấy đó là một cái tạng tay hình, ở đây là một cái tạng tay hình chữ nhật to ha, nó không có hẹp. Điều này là mình thấy ở tất cả những bàn tay giàu có hình như là hầu như là phải cái tạng nó phải to đầy mọi người nha. Tạng to bề ngang á mọi người hiểu ha, nó vừa tốt chiều dài mà phải vừa to bề ngang nữa, chứ mình không thấy bàn tay ai mà giàu có mà nó hẹp hết ha. Rồi bây giờ mọi người nhìn vào cái công danh của bàn tay này ha. Đây thì đây là cái tài sản của người ta nè, mấy hôm bữa mình phân tích rồi ha. Đó mọi người thấy một điều là nó khá là đường, nhiều đường đi vô như vậy đó ha. Ở dưới đây nè, đó dưới đây lên nè. Cái bàn tay này thì hôm bữa mình có phân tích rồi, nó nhiều đường tiền đi lên lắm. Và nó vào tâm giữa đó ha. Đó tuy là hình ảnh này nó hơi mờ, với cái là nó có nhiều cái đường lộc thiên tạo ở đây xuống nè, quý nhân giúp đỡ, đó là những cái mình vẫn còn thấy ở bàn tay này nè ha. Rồi mình nhớ rồi, bàn tay này có bốn ngôi sao mọi người. Ở đây mình nhìn vào cái này mình mới nhớ lại có bốn ngôi sao, mình để lấy màu khác nha. Đây nó đây có một ngôi sao nè, ở đây có một ngôi sao nè ha, ở đây có một ngôi sao bự nè. Đó đó là cái bàn tay triệu phú Mỹ bốn mấy tuổi bữa mình phân tích á, mình nhìn vô mấy cái ngôi sao mình mới nhớ ha. Đó là điều đặc biệt ở bàn tay này, đó là bốn ngôi sao ha. Và ngoài ra thì cái đường vận may của người ta nó vẫn đi lên như vậy nè ha, chứ không phải là nó mất đâu nha. Đó thì tự chung á là ở bàn tay này mọi người vẫn thấy một điều, nó vẫn phải có một điều nữa, đó là đường chỉ đạo này. Cái màu này, màu đó sao
đây đường trí đạo ha, ấy đường ta đường đường tâm đạo ha, đường tình cảm á ha, và cái đường trí đạo ha. Đó, mọi người vẫn thấy một điều đặc biệt, đó là cái khoảng cách ở khu này vẫn phải rộng nhé mọi người nhé, nhớ nha. Rồi, cái điều đặc biệt ở bàn tay này đó là 4 ngôi sao 1 2 3 4, và các đường tiền nó đi vào khá là tốt và tâm giữa hết mọi người nha. Đường lộc thiên tạo nha, đó ngôi sao ở đây nha. Rồi tạng tay hình chữ nhật, ngón tay đầy đặn đó ha, đó lẫn là một cái những cái điều chính của những bàn tay thành công giàu có. Bàn tay này thành bàn tay này thì thuộc dạng bàn tay giàu dữ mà nha. Rồi tiếp đến bàn tay này mọi người nhé, đây cũng là một bàn tay nữ, nhờ bàn tay này là nữ đại gia ở Việt Nam mà bàn tay này là của một đại gia ở miền Bắc. Mọi người nếu mà ai không nhớ thì xem lại cái bài bàn tay nghìn tỷ bán dầu ha, mình đã xem và chị đã phản hồi công nhận về cái tài sản của chị ha, 5-6 căn nhà rồi đất đai đủ thứ ở ngoài miền Bắc á. Nhớ đây thì mọi người vẫn thấy một điều, đó là cái ngón tay đầy đặn ha, kéo xuống dưới, kéo này kéo không được rồi, nhưng mà mọi người vẫn thấy ở đây một điều, đó là nhìn thấy cái ngón tay vẫn là đầy đặn nha. Và tạng tay nè vẫn là một cái khổ hình chữ nhật, cái khổ tay hình chữ nhật mọi người nha, đó một cái khổ tay hình chữ nhật bự nha, đó là điều quan trọng. Cái nữa là mọi người vẫn thấy ở bàn tay này, đó là cái đường tâm đạo ha, đây mình che mất tiêu rồi, cái đường tâm đạo ở đây nè, ở đây nha, đây đường tâm đạo này, đây nó đi đây và đường trí đạo ở đây ha. Thì mọi người vẫn thấy một điều đặc biệt, đó là cái khoảng cách ở cái khu này, cái khu giữa này nó vẫn khá là rộng. Đó, đó là những điều tiên quyết của những bàn tay phải giàu có mọi người nhé. Rồi tiếp tục thì cái điều đặc biệt ở bàn tay này là cái gì, chắc mình phải lấy bút mình đồ lại đó mọi người. Rồi mình lấy cái bút nha, đây mọi người vẫn thấy đường tiền vào đi vào tâm giữa nha, mặc dù bàn tay này là bàn tay 50+ tuổi nhưng tiền vẫn vào ở 60 ha. Đó, đây đó, mọi người vẫn thấy một điều, đó là các đường tiền nó luôn đi vào tâm giữa ha. Đây ở đây nữa nè, đường công danh nè ha, và ở đây mọi người nhìn thấy nè, nó có ở cái đường chỗ mà đường công danh này mọi người thấy nó gồ gồ hai bên nè ha, và nó như là một cái rãnh ở giữa ha, đó là một đặc điểm khá giống bàn tay hồi sáng. Và bàn tay bên này cũng vậy mọi người ha, cái rãnh ở cái gò thập tuyệt thổ tinh nè, mọi người thấy bên đây nó cao nè, nó chừa vào cái rãnh đi vào cái đường tiền vô tâm giữa của ngón giữa ha. Đó là những điều khá là đặc biệt của những bàn tay giàu có. Còn đây là những cái tài sản của người ta, là mấy cái dạng dạng bữa mình phân tích rồi ha. Rồi cái vận may của người ta nè, nó đi rất là tốt ha. Đó, rồi ở cái điều đặc biệt ở bàn tay này, đó là những cái tam giác nhà đây nè mọi người ha, 1 2 3, ở dưới đây nè 4 5 á nha, đây nè, đó đây nó như vậy nè. Và đặc biệt bàn tay này là có ngôi sao ở ngay chỗ này mọi người nha. Đó, ngôi sao ở bên cạnh đường sinh mệnh và đường định mệnh nha. Đó là những cái điều đặc biệt ở những bàn tay này, là bàn tay nghìn tỷ ở ngoài Bắc đó nha. Rồi mình sẽ xong cái bàn tay này mọi người nha, thì video chiều nay thì mình sẽ làm nó sẽ nhanh hơn những cái video hồi sáng ha. Xong rồi mình sẽ qua cái bàn tay này, bàn tay cuối cùng. Bàn tay này là bàn tay của một người nam mọi người nha. Thì bàn tay này là ở trong cái hội hồi nãy á mình lấy ra nha. Mình nhớ bàn tay này là hình như là anh này anh sinh năm 66, là năm nay là 50+ á, 56 tuổi âm mọi người nha. Nói chung là hình ảnh thì cũng khá là sắc nét nè ha, quay gần vô mọi người thấy sẽ khá là sắc nét ha. Rồi ok, vô mình phân tích mấy cái này lẹ lắm. Rồi bây giờ mà mình tìm cái nhiều điều gì đặc biệt ở bàn tay này mọi người ha. Đây là đường công việc, đường định mệnh của người ta đây ha. Đó, công danh khá là đẹp mọi người nha. Và đây nó tạo thành cái bên tam tài khá đẹp mọi người, cái đường này nè
ở đây nữa nè. Thì hai cái bên tam tài này mọi người nhé, khi mà có hai cái dấu hiệu này nè, để mình lấy cái màu khác mình khoanh lại đây nha. Hai cái bên tam tài khi mình nó cố xuống như vậy á, là nó cũng dễ, nó hay nói về những cái tài lộc may mắn bất ngờ, tài sản bất ngờ nó đến đó mọi người nha. Đó, thì nó sẽ tạo ra cho những người đó nó có những cái tài sản nó đến ha. Rồi tiếp tục về ngón tay thì mọi người vẫn thấy một điều đó là bà ngón tay khá là đầy đặn, khá tốt mọi người ha. Bốn ngón đều đặn khá là tốt, có cái ngón cái này chỗ này hơi bị eo ha. Và một cái nữa là tạng tay cũng vẫn là một tạng tay to hình chữ nhật mọi người nha. Nè đó, một tạng bàn tay hình chữ nhật như này, nó ra thành hình tròn luôn đó. Đó, một tạng tay hình chữ nhật to ha. Rồi cái nữa thì để xem, thì bàn tay này có một cái là mình thấy là ở đây ha, và đường chỉ đạo ở đây. Thì nói chung á, cái khe ở đây của cái bàn tay này á, thì nó ở mức là cân đối, nó tương đối thôi mọi người nha. Tương đối tức là người này á, là cũng có tài sản nhưng mà không phải là quá giàu. Sáng mà mình có lấy hình tay thì mọi người có còn nhớ ha. Đó thì hình như là mình nhớ trong bài này á, là chủ của bàn tay này á, là 50 mấy tuổi. Nói chung là họ cũng đang kinh doanh gì đó, và họ cũng đang đầu tư, họ cũng đang cần số tiền lớn gì đó, và họ có phải bán đất cho nên là thấy là ở đây cái đường này của họ nó không đẹp bằng những cái bàn tay hồi nãy mọi người ha. Đó, nói chung là bàn tay này nó tương đối ổn định, chứ thật vì bàn tay này không phải là bàn tay quá giàu ha. Rồi cái nữa thì mọi người mình thấy mấy cái đường chính của bàn tay này là nó đi vô tâm giữa khá là đẹp mọi người ha. Đó, vận may, định mệnh, công việc, công danh, thì cho nên bàn tay này vẫn là thành công, nhưng mà bàn tay này là bàn tay mà nó không phải là mang tài sản quá lớn mọi người nhé. Mà được cái là bàn tay này có ngón út khá là cao mọi người ha, cái chuẩn nè, chuẩn đẹp 10 đó ha. Rồi nói chung thì bàn tay này không có nhiều đặc sắc lắm mọi người. Nói chung là nhà cửa tài sản bàn tay này cũng tốt đó, ít không phải hai căn nhà chứ không phải ít nha, đất đai nữa. Rồi để mình hình như là còn một bàn tay thứ năm mọi người. Bàn tay thứ năm là bàn tay của bàn tay đó mình chưa lưu về. Rồi thì trong chiều hôm nay mọi người em, mình đã tiếp tục phân tích tiếp cho mọi người bốn cái bàn tay, trong đó có hai cái bàn tay của nữ, một bàn tay là mình đã xem cho là đại gia, nói như là tự phải gần tài sản của họ là phải vài trăm tỷ, nghìn tỷ ông miền Bắc á mọi người nhé. Mọi người nếu ai chưa xem cái video đó thì xem lại cái video đó, là có tựa đề đó là bàn tay nghìn tỷ quá giàu lâu rồi mới thấy ha. Đó là chị đó 55 tuổi, tài sản của họ đã chứng minh ha. Rồi còn bàn tay nữ thứ hai đó là bàn tay của cái khách ở Mỹ, mình đã xem cách đây khoảng chừng 3-4 ngày đó nha, như 4-5 ngày gì đó. Đó là bàn tay triệu phú ở Mỹ đó, nhà phải từ 5 căn trở lên ở Mỹ á mọi người nhá. Đó thì mình kết hợp mình đưa vào hai cái bàn tay nữ để mọi người thấy là nó có sự giữa bàn tay nam và bàn tay nữ, khi mà người ta giàu có thì nó như thế nào ha. Bên cạnh đó thì có hai cái bàn tay nam. Rồi thì mọi người vẫn thấy một điều chung á, là từ sáng đến nay á, mà là mình phân tích những bàn tay giàu có, tài sản tốt, thì luôn vẫn chung một điều đó là các ngón tay của người ta từ cái hai đốt này trở xuống ha, tức là bàn tay ở trên đây ba lóng ha,
thì cứ từ lóng thứ hai trở xuống đây nó luôn đầy đặn và nó dài, nó mập mà ha. Đó là điều thứ nhất mình rút chung lại ở trong cái bài của ngày hôm nay mọi người nha. Đó là điều thứ nhất. Rồi điều thứ hai đó là tạng tay. Tạng tay ở bàn lòng bàn tay ở dưới là phải to, to bề ngang hình chữ nhật to mọi người nha. To cả bề ngang. Cái điểm thứ hai đó là cái khổ ở dưới nó là hình chữ nhật to luôn ha mọi người ha. Đó là điểm thứ hai. Và điểm thứ ba mọi người vẫn luôn thấy một điều đó, đó là các đường chính ở tay ha. Ví dụ như là các gò này phải đầy nè ha, vẫn là các gò phải đầy đặn ha. Đó. Và cái điều quan trọng nữa là cái khoảng cách của cái đường tình cảm này mọi người ha, và cái đường trí đạo này nó phải rộng rãi, nó phải rộng phải hơn một cái bút hoặc là một cái ngón tay út mọi người nha. Đó là điều thứ ba. Các gò nó là điều thứ tư ha. Và cái nữa là mọi người vẫn thấy là những cái dấu hiệu đặc biệt như là các đường đi vào tâm giữa, các đường ví như là đường vận may nè ha, hoặc là đường công danh lên ngón út nè ha, hoặc là đường định mệnh nó luôn đi vào tâm giữa của các ngón chính này ha. Và các đường lộc thiên tạo nó tạo ra thành như là những cái vân tâm tài nha. Đó, hoặc là những ô vuông chữ điền, cái ô vuông về chữ điền là cái điền sản, cái thổ ha mọi người ha, cái ở cái giữa lòng bàn tay đó, hoặc là những cái tâm có những cái bàn tay đó thì chỉ có một cái là, hoặc là những ngôi sao, những vị trí ngôi sao ở những cái vị trí đặc biệt nó nói về cái tài sản giàu có ha. Hoặc đó là cái những cái tam giác ở cái khu vực ngay chỗ này mọi người nha. Những tam giác ở những khu vực chỗ này đó là cái điều khá là hiếm đó. Đó thì tự chung lại vẫn là những cái dấu hiệu đó ha mọi người ha. Đó đây là hầu hết là những dấu hiệu mà trước giờ mình vẫn hướng dẫn cho mọi người. Rồi thì cái bài hồi sáng nay và cái bài chiều nay thì vẫn là nói về những cái dấu hiệu đặc biệt cần có ở những bàn tay phải giàu có, ở những bàn tay giàu có về điền sản, nhà cửa, đất đai hoặc là tài sản lớn, là để họ có ví dụ như có những cái vật chất như xe hơi này nọ mọi người ha. Đó là hầu hết những bàn tay đó nó đều cấu thành đầy đủ các dấu hiệu như vậy. Khi mà nó không có dấu hiệu này thì nó có dấu hiệu khác, nhưng mà đa phần là những cái dấu hiệu đặc biệt chung như là cái ngón tay phải đầy đặn từ lóng 2 này lóng 3 trở xuống, mà tạng bàn tay phải to và cái đường trí đạo và đường tình cảm nó phải rộng. Đó là những điều tiên quyết trước tiên đã mọi người ha. Rồi thì trong cái bài buổi chiều nay thì mình đã tổng kết cho mọi người thấy là những cái dấu hiệu đặc biệt của những cái bàn tay giàu có, tỷ phú, tài sản lớn thì nó thường là những tụ hợp những cái điều như vậy, những cái điều đặc biệt chung nó như vậy mọi người ha. Thì đó là những cái tiêu chí của cái kênh mình đưa đến cho mọi người để nhận biết cách gần gũi quanh cái nhân tướng chỉ tay ha, để mọi người có thể theo dõi cái bài và mọi người có thể áp dụng để tự xem cho chính bản thân mình. Rồi mình xin cảm ơn đến anh chị cô chú mọi người đang ủng hộ mình trên toàn quốc và mọi người đang sống định cư làm việc ở nước ngoài. Thì mọi người ai chưa subscribe thì ủng hộ mình cái subscribe và mọi người ấn cái chuông lên cho nó hiện cái anten ha, để mình up video là mọi người sẽ nhận được ngay. Và mọi người like rồi chia sẻ cho đến bạn bè, người thân, những ai yêu thích về nhân tướng chỉ tay thì họ có thể theo dõi và tự áp dụng mà xem được cho chính bản thân mình. Và ai muốn liên hệ để đặt được cái để xem cái chi tiết cả cuộc đời thì cứ liên hệ số 0908515792 mọi người nhé. Thì có Zalo, Messenger và Facebook, cứ liên hệ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người nha. Rồi mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong cái video ngày mai nha. Mình xin cảm ơn mọi người.